Năm nay trong đợt tuyển sinh đại học đầu tiên có tới 20% thí sinh đỗ đại học nhưng không đăng ký nhập học, nhiều trường đã thông báo xét tuyển bổ sung. Trường Đại học Kinh tế Thành phố Hồ Chí Minh tuyển bổ sung 210 chỉ tiêu trong 12 ngành đào tạo phân hiệu tại Vĩnh Long. Nhiều ngành trong số này phải mở rộng phạm vi tuyển sinh cả nước thay vì chỉ tập trung tại khu vực đồng bằng sông Cửu Long như trước. Năm nào thì phân hiệu tại Vĩnh Long của nhà trường cũng phải tuyển bổ sung. Trong số hơn 100 trường thông báo xét tuyển bổ sung, ngoài những gương mặt cũ, năm nay xuất hiện cả những trường top trên thậm chí là các ngành tuyển bổ sung của các trường này lại là những ngành vốn được xem là hấp dẫn như khối ngành sức khỏe, kỹ thuật máy tính, công nghệ thông tin, quản trị kinh doanh. Mặc dù năm nay các trường xét tuyển bổ sung từ sớm, trước cả khi kết thúc đăng ký nhập học đợt 1, thậm chí còn công bố luôn cả chỉ tiêu mức điểm xét tuyển bổ sung, thế nhưng số lượng thí sinh tham gia là không nhiều. Điều này cũng đã được các chuyên gia dự báo từ trước, dù có đến 20% thí sinh từ chối nhập học trong đợt 1. Theo các chuyên gia, dù thí sinh tham gia xét tuyển ở đợt nào thì nguyên tắc chọn ngành và chọn trường vẫn là ngành muốn học và thích học. Những thí sinh không trúng tuyển bổ sung không được quay về các trường đã trúng tuyển đợt 1 để nhập học.